Note 20 5G mà giá bán có 3,8 triệu, màn hình không mám nha người. Mọi người xem coi ok không nha. Đó, hôm nay thanh lý vài con máy nè. Như là Note 20 rồi người. Và một con XS. Đây. XS thì 4,7 triệu. Tiếp tục á là cũng là hàng thanh lý, nhưng mà nói thanh lý á mà cái này không có lỗi mọi người. Con này bán là 5,050 triệu nha. Note 10 Plus RAM 12 và 256GB. Hôm nay sẽ về một số dòng máy như là 12 mini, 14 Pro Max, 11 bản chính hãng, còn bảo hành chính hãng đến tháng 7. S22 Ultra bản chính hãng Việt Nam, RAM 12, 13 Pro Max, iPhone XR bản chính hãng nha, 5,150 triệu. Bản chính hãng là bản VN mọi người. Hôm nay có con Realme 11 nè, thiết kế đẹp không mọi người? Rất là đẹp nha, mọi người xem. Đó. Camera khá là to luôn. Camera sẽ là 108 megapixel nha. Đó. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước nha. Trả góp mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Xin chào bạn Ngô Đức Hưởng nha. Hồi lớn chim này anh cũng thấy anh chào em á. Rồi, đây là con anh Minh lại đổi Golet nè. Em đâu có đâu, con Golet này lâu rồi mà. Con này là Golet Fake mọi người. Đeo cho vui vậy thôi chứ. Samsung Galaxy Note 20 5G bản 2 SIM nha. Một SIM, một SIM lý mọi người. RAM 8, 128GB. Màn hình không ám nha. Đây, 3,8 triệu, màn hình không ám. Máy bình thường bên em đang bán á là 5,150 triệu. Đó là máy đẹp. Máy ngoại hình 9798, không ám. Con này thì cũng không ám luôn, nhưng mà có 3,8 triệu thôi. Mà nghe không? Buổi tối đầu tuần thứ hai vui vẻ, dạ cảm ơn Ngô Đức Hưởng nha. Đây, màn không ám mọi người. Mọi người xem nè. Đó. Xin chào anh Nguyễn Trung. Ok chưa? Màn hình không ám nha. Sáng đẹp, không ám ố, không lưu ảnh và không bị đớm mọi người. Đó. Lưng nè, rất là ok luôn. Con này mọi chức năng đều hoạt động bình thường, như là camera, đây là cam góc rộng, là cam F1, là cam F3. À quên gắn cây bút nữa mọi người. Nhưng diễn test cây bút thèn, háo bút ra không à, nó quên gắn vô lại. Có bút bình thường nha. Đó, zoom được 3 mét mọi người. Con này sẽ là camera selfie. 3,8 triệu mọi người. 3,8 triệu. Xíu tính để nên làm. 3,8 triệu, tình trạng con này là à đây. Nó sườn nó bị chóc sơn. Sườn nó bị chóc sơn mọi người. Mọi người không? Này. Sườn nó bị chóc sơn nè. Đó. Nó chỉ bị chóc sơn thôi nha, còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Mọi người không? Coi như là sườn xấu nha. Cái Note 20 thì lưng thì cũng còn đẹp mọi người. Đó. Cũng còn đẹp nha. Ok, 3,8 triệu thôi mọi người. Rồi. 12 mini đi anh. Đây, 12 mini nè. 12 mini em có được một con iPhone 12 mini. Con này pin 100%, giá bán là 7,7 triệu. Đó, pin 100%, giá bán là 7,7 triệu nha. 12 mini. Đây. Pin 100% mọi người. Con này bản hàng nha, 128GB. Có điện thoại không? Điện thoại của IQ mọi người. Đây 12 mini 7,7 triệu, máy đẹp mọi người. Đây sẽ cho mọi người xem máy đẹp nha. Đó. Ok chưa? Này. Rất là đẹp nha. 7,7 triệu mọi người. 7,7 triệu nha, 12 mini 7,7 triệu. Tiếp tục là một cây iPhone 11. 11 bản chính hãng Việt Nam, còn bảo hành tháng 7 2024 nha. 9,3 triệu, 128GB. Đây. Bản chính hãng Việt Nam. Còn bảo hành khá là lâu luôn mọi người. Đây bản Vena nha, 128GB. Và pin con này là còn 100% luôn mọi người. Đó. Tháng 7 hay này tháng 8 mà mới mua được có một tháng mấy đó mọi người. Con này mới mua được một tháng mấy thôi nha. 128GB màu đen. Nhìn chất máy mà cũng biết là đúng không? Rất là đẹp nha. Đây. 9,3 triệu mọi người. 9,3 triệu. Ok. Chốt Note 20 giá 3,8 triệu nha shop. Anh nhắn tin anh gọi luôn giúp em nha. Mấy cái hành lý mọi người gọi giúp em mọi người. Đó. Nói chung thì hành lý bên em chỉ có một cái thôi. Nên ai gọi trước thì em bán trước. Mọi người thông cảm giúp em nha. Chứ em cũng không có nhiều mọi người. Nếu mà hành lý em có nhiều là coi như em đi luôn. Đa số là hành lý là bán để thu hồi vốn mọi người chứ không có lãi. 14 Pro Max 128GB, pin 100%,
còn bảo hành tháng 4 2024 nha, 22 triệu 600 mọi người. Đó, 22 triệu 600. Đây. Máy thì còn rất ok. Đây. 14 Pro Max. Để em cho người xem. Con này bản Việt Nam nha. Vienna 128GB. Và pin á sẽ là 100%. 22 triệu 600 mọi người. Tiếp tục là một con iPhone XS Max. Ủa, con này sắp à, con này 64GB mọi người. XS Max 64GB. iPhone XS Max 64GB nha, bản chất A. Đây, pin của nó nè. 9 triệu 3 mọi người. Giá bán là 7 triệu 150 nha. Đó. 7 triệu 150 mọi người, màu vàng. Rất là ok luôn. Đây. Máy cũng còn khá là ổn nha mọi người. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Rồi. iPad thôi. iPad hôm nay em không có, không có không ta? Hôm nay có Samsung Tab thôi mọi người ơi. Có Samsung Tab thôi nha, chứ không có iPad. Đây, Samsung Tab A8 2020 3 triệu 6 mọi người. Tab A8 3 triệu 6. Mới còn pin nữa chà. Ba con luôn, con này bản Việt Nam hết mọi người. Con này bản chính hãng thôi. Ủa, hết pin hết. À đây đây. Samsung Tab A8 nha. RAM là 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB mọi người. Đó. 4GB nè, 64GB. Đây. Sử dụng được SIM nha, cái này sử dụng được SIM mọi người. Giá bán là 3 triệu 6 nha. 3 triệu 6 mọi người. Đây có màu bạc nữa nè, rất là đẹp luôn. 3 triệu 6. Lắp cảm ứng 360 độ không anh? Dạ chưa có rồi, mấy cái laptop em ít lắm mọi người. Rồi tiếp tục nè. Note Bluetooth nha. Note Bluetooth là RAM 12, bộ nhớ là 256GB, 5.050.000. Đây. Con này bản Mỹ nha. RAM 12 128GB, màn hình sáng đẹp không âm ố, không lưu ảnh và không bị đớm mọi người. Đó. 5.050.000. Con này thì nó bị kiểu là nó bị mèo vậy thôi mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Bên hông nè. Bên trên nè. Đây có một vết phẩy nha. Đó, đây có vết phẩy nè. Em quay khá là kỹ nha mọi người. Giá bán là 5.050.000. Note Bluetooth. Chốt Note Bluetooth ok luôn anh Tiến Dũng ơi. Chốt gọi giúp em nha. Rồi tiếp tục là 13 Pro Max. 13 Pro Max thì mấy con này mọi người trả trước khoảng 2 triệu 6 nè, 13 Pro Max. Này. Con này bản Việt Nam nha, 128GB mọi người. Pin 84 à. Giá bán là 16 triệu 600, 13 Pro Max. 16 triệu 600 nha. Ok. Tiếp tục là iPhone XR, XR bản đời mới mọi người. Bản hồi đó thì nó sẽ có sạc nha, còn bản bây giờ thì hộp nhỏ nè. Mọi người không? Không có sạc luôn. Bản bây giờ là không có sạc luôn. 5.150, iPhone XR 64GB. Pin con này còn 82 mọi người, pin zin nha. Nói chung con này cũng ra lâu rồi mọi người. Bản Việt Nam nè, 64GB màu đen. 5.150 mọi người. Đây. 5.150. Đó. Pin 82. Bật cái ngoài cho em biết. Còn đây sẽ là 12 Pro Max. 12 Pro Max 256GB. Đây. Bản Việt Nam nha, 12 Pro Max 256GB. Pin con này còn 83 mọi người. Giá bán là 14 triệu 600. 14 triệu 600 mọi người. 12 Pro Max 256GB. Thì con này tình trạng á, là lưng 2 rồi mọi người. Nói chung thì lưng 2 rồi thì mọi người khó nhìn thấy nha. Đây. Mọi người thấy không? Lưng 2 với lưng chưa 2 mọi người thật sự luôn. Nhìn không ra luôn á. Này con này lưng chưa 2 nè. Nhưng mà bên em thì có sao có vậy nha. Đó. Một con bên trái là lưng 2 rồi nè. Con này thì bên chủ hãng kêu hành lý giùm.
đó, còn màu đen thì là lưng chưa hai, nhưng mà thật sự là nhìn không biết luôn mọi người, mọi người thấy không đó, không biết con nào hai con nào chưa hai luôn đây, mọi người thấy không, con màu xanh hai rồi nha. Rồi con này thì 128GB mọi người, con này 128GB thì pin 88 là 14.200.000, nhưng mà chỉ có 128GB thôi. Và con này là 256GB, rưng hai rồi nha, 14.600.000. Đó, có sao báo vậy nha. Đó, em ghi ra sẵn hết rồi mọi người. Rồi, tiếp tục là 14 Pro Max, con này bản ZA, bản Hồng Kông mọi người, 2 SIM miễn phí nha. Còn bảo hành tháng 4 2024, 22.300.000. Màu trắng thì ít người bán lại lắm mọi người. Màu trắng lúc giờ đi mua thì người ta cũng mua ít, mà bán lại thì bán lại cũng ít mọi người, nên ít gặp được màu trắng đó. 14 Pro Max. Có người gọi mọi người. Đây 14 Pro Max màu trắng nha. 22.300.000. Đó, màu trắng thôi mọi người xài á thì mọi người thấy nó chạy á là mọi người đánh bóng là được nha. Đây, 22.300.000 14 Pro Max. Tiếp tục là một con Realme 11 nha, RAM 8 256GB mọi người, 5.250.000. Camera sẽ là 108MP mọi người. Được không? Camera làm như cái viền giống như Xiaomi Mi 13 Ultra. Rất là đẹp. Màn hình 90Hz mọi người. Vô bên trong cho người xem. Và đây cũng là màn hình AMOLED nha. Dễ hiểu nè. RAM 8 nè, 256GB. Chạy chip Helio G99 mọi người. Giá bán là 5.250.000. Oppo Reno 6 5G nha, 3.850.000. Oppo Reno 6 5G, RAM 128GB mọi người. Đây, nhỏ gió vuông luôn mọi người, 3.850.000 thôi. Đó, ok chưa. Cái này tình trạng là màn hình ám nhẹ nha. Nói chung ám nhẹ quá, thật sự là quay khó thấy mọi người. Đây nó bị phân dùng khúc ba hành điều hướng nè, ba hành điều hành điều hướng 3.850.000. Giá clip thì hôm nay em không có nha mọi người. iPhone 11 128GB pin 86 mọi người, 7.950.000 nha. Con này pin 86 11 bản Việt Nam đâu mọi người, bản Việt Nam luôn nha. Pin thì còn 86 thôi, dung lượng là 128GB, 7.950.000. Đây, đó, rất là ok nha. Con này cũng là 11 mọi người, 11 128GB, 7.8. Con này pin 83 mọi người, pin 83 nha, 128GB. Con này là mã CH mọi người, CH là bản China nha, là 2 xe vật lý á. Ok, 7.8. Tiếp tục cũng là một con 11 128GB, pin 88 mọi người, còn bảo hành tháng 10 2023, 8.3. Màu trắng, bản Việt Nam nha, 128GB. Đây pin 88 mọi người, 8.3 mọi người. Tiếp tục cũng là 11 luôn, 64GB, pin 95, 7.150.000. Ở bản Mỹ, pin 95 mọi người, 7.150.000 nha. iPhone 8 Plus 64GB, pin 100%. 64GB, pin 100% mọi người. Pin 2 mới, giá bán là 3.8. Còn đây là 13 Pro Max, 128GB, pin 89 mọi người, 17.200.000 nha. Con này bản Mỹ mọi người, màu vàng, 17.200.000. Đó, còn đây sẽ là 13 Pro Max, 512GB, 18.900.000 mọi người. Đó, 18.900.000 nha, 512GB. Con này cũng là bản Mỹ luôn.
Và đây sẽ là pin của nó nha, pin còn 84. 18.900 mọi người. Pro Max 256 GB, pin 93, 18.800 mọi người. Này là số về 13 với dòng cao ha. Bản Việt Nam nha, con này bản Việt Nam. 256 GB. Pin 93%, 18.800 mọi người. Đó. Còn đó sẽ là iPhone 12 Pro, pin 86 và 256 GB bộ nhớ, 12.600.000 mọi người. Đây, con này là bản XA, 256 GB quốc tế nha. Pin 86 mọi người. 12.600. 256 GB. Con này cũng là 256 GB luôn, pin 84, nhưng mà con này cũng là lưng 2 rồi mọi người. Nói chung con này lưng 2 rồi nè. Đó. Có sao bỏ vậy nha, em có ghi sẵn hết mọi người. Lưng 2 rồi thì rẻ hơn 1 triệu triệu mốt. Được không? Đây. Hai con đều 256 GB. 12.600 nè. 11.500 nè. Đó, một con màu đen lưng 2 rồi nha. Này, em sắp lại cho mọi người dễ xem. Đó, mọi người thấy không? Nhìn đâu có biết là cái nào hay đâu, hay là cái nào chưa hay đâu. Đó, cái này 12 Pro nha. Ok chưa? Nhưng mà em có ghi sẵn nha mọi người. Hai lưng rồi nè. Đó, con này cũng hai lưng rồi nè. Thấy chưa? 11 Pro Max 64 GB, pin 93. Thật sự là bây giờ quay 11 Pro Max mà có 64 GB mà đến gần 10 triệu. Nhiều lúc công nhận iPhone giữ giá thật sự luôn. Chứ giờ đi nhập giá rẻ cũng không có mọi người. Bây giờ giá thị trường chung mà. Đây pin 93 nha. 64 GB. Giá bán là 9.900.000 mọi người. 9.900.000 nha. Đó. 9.900.000 bây giờ mọi người mua được Samsung gì? S21 Ultra là còn dư tiền luôn. Mà được bộ nhớ là 128 hoặc là 256 GB rồi, đúng không? Mà nói chung iPhone giữ giá mọi người. Tại vì bây giờ đa số nếu mà mọi người đi mua điện thoại á, 100 cửa hàng hết 10, hết 90 cửa hàng á là bán iPhone mọi người. Đó. Nên iPhone rất là giữ giá nha. 100 cửa hàng ít nhất á là có 10 tiệm bán điện thoại Samsung như em thôi. Còn như là đa số người ta bán điện thoại iPhone không mọi người. À, bán điện thoại là toàn bán đẹp can không nha. Đó. Ta bán đẹp can không mọi người. Em thì thôi đi nhập sao thì bán vậy thôi. Có này có kia mọi người, chứ thật sự cũng muốn nhập đẹp can lắm. Mà đẹp can á đa số là hàng nói chung là không biết có dọn không nhưng mà em không thích mọi người. Em thì hay đi mua là cửa mấy cái anh lái nè. Người ta cũng mua là cửa tôi đi hưu là của khách thôi mọi người. Đó. Nên ngày nào bọn em cũng đi lấy máy hết. Gom người ít. Cũng có cửa hàng bán lại cho em luôn nha. iPhone 12 64 GB, pin 85 mọi người, 8.500.000. 8.500.000 nha. S22 Ultra hả? Vào chợ không biết giá S22 Ultra sao vậy? Shop à, em chưa quay mà. Bây giờ em sẽ quay cho anh xem luôn. Quay từ S22 Ultra đổ qua nha. Rồi, con đầu tiên bản Việt Nam nhưng mà là RAM 12 và 256 GB, 14.900.000 nha. Bản hai sim là khe sim 1, khe sim 2. RAM 12 và 256 GB. Giá bán là 14.900.000 bản Việt Nam nha. Đó. Đây. Ok. Còn màu đen thì 12.900.000 thôi. Màu đen thì 12.900.000. 12.950.000. Đó. Mọi người xem chiếc máy trước nha. Đây chiếc máy có nè. 12.950.000 S22 Ultra bản 2 SIM. 1 eSIM và 1 SIM vật lý mọi người. Đó mọi người xem chiếc máy của nó nha. Ok không? Quá ok luôn. 12.950.000, RAM 828 GB.
bán 2 sim. Samsung A53 5G 4.950 mọi người. Con này RAM 828GB nha. Bản 2 sim chính hãng. Màn hình 120Hz 4.950.000 màu trắng. Oppo A76. Này. Oppo A76 nha. RAM 628GB. Chip là 680. 3.050.000. S20 Plus RAM 12, bộ nhớ là 512GB. 5.3 thôi. Hai sim nha. Này, dung lượng 512GB màu đen. 5.3. 12 mini nãy báo rồi. Ở đâu rồi ta? Đây 12 mini nè. Máy đẹp nha mọi người. Pin 100% 7.7. Máy cực kỳ là đẹp luôn. Nó sẽ là 12 hường mọi người. 12 hường pin 100% 8.9 nha. 64GB. Con này bản Nhật. Pin 100% con này pin 2 mới mọi người. Này pin 100% có sao bảo vệ nha. 8.9. Samsung A52 RAM 828GB, màn hình 90Hz. Bản 2 sim 3.750. Pin là 5000, pin 4500 mọi người, em nói nhầm. RAM 828 nè, màn là AMOLED nha, có chân tay trong màn luôn, 90Hz mọi người. Đó. 3.750, iPhone 12 màu trắng hay không có rồi. Có màu xanh đó mọi người. Đây màu xanh của nó nè. Còn sẽ là A73 5G. Đây, Samsung A73 5G, RAM 828GB, màn cũng là 120Hz luôn, 5.9. 5.9 nha. Samsung A02S, con này pin 5000, bản 2 sim. Đó, pin 5000 nha, RAM 464GB, 2.050.000. Samsung A12 2.050.000 luôn. RAM 428GB. Pin cũng là 5000, bản 2 sim. Còn đây là RAM 628GB mọi người. 2.450. Đó. Tiếp tục là con S21 Plus 5.2 nha. Con này thì màn hình có ám nhẹ mọi người. Ám nhẹ quá nên quay khó thấy nha. Đây. Cái này biết mọi người thấy nổi không nè. Thì nó nhẹ quá nên chỉnh sáng lên các mọi người. Đó, RAM 828GB nha. Màn có ám cực kỳ là nhẹ luôn. Ngoại hình này còn rất là đẹp. 5.2. Máy rất là đẹp nha. Tại vì nó dán cái này á để cho mọi người để cho em dễ thấy là nó bị ám hay lưu ảnh đâu mọi người. Đó chứ không phải bị gì đâu nha. 5.2 thì nó nhẹ quá nó phải dán vậy mọi người, nhân viên em á. S20 Ultra 5.850, RAM 12 và 256GB. Bản hàng được RAM 12 và 256GB. A73 cũng có được một con nữa nè, còn bảo hành tháng 3 2024. 6.050.000 nha. Đó. Màu xanh min, 2 sim. XS thì em có cái hành lý không mọi người. XS thì 4.7. Pin là 100%. Đây. Pin 100% nha. 4.7. Con này bản Mỹ. 64GB. Có chu tông mọi người. Thì tình trạng con này á là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi. Đó, bên em thì có sao bảo vậy nha. Lúc nào cũng rõ ràng với khách trước khi mà bán mọi người. Con này ép kính rồi mà màn hình zin nha. Ok chưa? 4.7 mọi người. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Samsung A33 bảo hành tháng 10 2023.
4.050.000, 2 SIM, pin cũng là 5.000, RAM 628GB. Còn là một con S21 Plus. Con này ám cực kỳ là nhẹ luôn, siêu nhẹ luôn mọi người. Đây, nó phân dụng cái hanh công cụ đây nè mọi người. Chắc cái này mọi người không thấy nổi đâu. Nếu mà cái này thật sự, nếu mà ở ngoài người ta bán, người ta chắc chắn sẽ nói là không ám luôn mọi người. Nhưng mà thôi, ám là ám. Đó. Đây, mọi người thấy được không? Em chiếu cái đèn vô nè. Không thấy được đâu mọi người, thật sự là nhìn ở ngoài mà nhìn xước ngang qua không thấy luôn á, phải nhìn soi mới thấy nha. Em bán là 5.6 triệu, ám siêu nhẹ, máy đẹp. Vì phải chân sạc thôi. Đây là A32, máy đẹp 99. 3.050.000, RAM 628GB. Con này bản chính hãng. Này. À có thêm một con Note 20 thanh lý nữa nè. 4.050.000. Đó, vỏ thì còn rất là ok. Khoảng 97-98 á. Màn không ám nha. Màn không ám mọi người. Đây. Màn không ám, không đớm, không lưu ảnh luôn. 4.050.000. Là con này tình trạng á là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi mọi người. Đó, con này ép kính rồi nha. Có sao bao vậy? Samsung A34, RAM 828GB, 5.050.000. Pin 5.000. RAM 828GB, màn hình 90Hz, 5.050.000. Poco X3 Pro, RAM 628GB, 3.2 triệu mọi người. Chip là 680, màn hình 120Hz nha. Này, 3.2 triệu. Oppo A55, RAM 464GB, 2.5 triệu. Đó, 2.5 triệu. iPhone 11 Pro, pin 86 mọi người, 7.950. Con này bản hàng, 64GB, 7.950, 11 Pro. Bán có bảo hành không? Có anh ơi, bên em bán cho người á là bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nha. Lỗi là đổi không sửa máy mọi người. Máy thanh lý cũng vậy luôn. Laptop hôm nay em không có nha. Samsung A51, RAM 628GB, 2 SIM, màn AMOLED có dân tay trong màn nha. Pin là 4.000, 2 SIM, chính hãng, 2.850. Còn là A71 mọi người. A71 thì RAM 828GB, màn hình đó, nó to hơn xíu nha. 6.7 inch, 3.450. Samsung A23, RAM 628GB, 3.250. Đây, màn chính hãng. Samsung A13, 2.8, RAM 628GB luôn. Bản chính hãng, 2 SIM, pin là 5.000 nha. Đó. Con này RAM 428, 2.6 triệu. F10e, RAM 628GB, 3.1 triệu mọi người. 2 SIM chính hãng nha. Đó. RAM 628GB, 3.1 triệu. Rồi, mọi người lưu ý nè, bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh mọi người. Số Vietcombank là 97168 5, con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Thì cái này ngày nào bên em cũng báo hết người, bình luận nào bên em cũng trả lời, và tin nhắn nào bên em cũng gửi tin nhắn là cảnh báo hết nha. Em chỉ sử dụng một số tài khoản này thôi mọi người. Đó, lúc nào mọi người bình luận vô nó cũng những cái tin nhắn là vậy nha. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4744, và 06 con số 8 774 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc nha, và cho kiểm tra hàng trước khi toán. Bên em sẽ bảo hành cho người á là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình, và có hộ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thiệu cọc mọi người, máy với 5 triệu cọc 300,
máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu và bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ nha. Nếu một ai nhắn tin yêu cầu chuyển khoản đủ á, là lừa đảo mọi người. Và không trả góp online luôn, trả góp online cũng là lừa đảo nha, trả góp phải đến cửa hàng. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người buổi tối dễ người, bye bye.